Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Hiệu trưởng không phải là ông quan trong trường học. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc hàng chục phụ huynh trường tiểu học Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ kéo đến quây kín cổng trường vì bất bình thu chi, Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn đã có thông báo kết quả sau nhiều ngày thanh kiểm tra. Cùng với đó, hiệu trưởng trường tiểu học xã Văn Luông đã xin từ chức. Theo đó, qua kiểm tra xác minh cho thấy, việc quản lý sử dụng các khoản vận động tài trợ để mua sắm một số bộ bàn ghế cho học sinh còn chậm, chưa đúng kế hoạch. Cùng với đó, một số khoản chi hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục như hội thi, giao lưu, mua sách và tài liệu bổ sung cho thư viện chưa cung cấp được đầy đủ chứng từ kế toán. Trường tiểu học Văn Luông được yêu cầu nộp lại ngay số tiền 91.690.000 đồng. Nhiều ý kiến cho rằng việc trường tiểu học Văn Luông chi cho đúng số tiền hơn 91 triệu đồng là không có gì to tát và việc hiệu trưởng xin từ chức vì chuyện như thế cũng không đáng. Xin thưa, về nguyên tắc thì nhà trường thu của phụ huynh 1 đồng thì phải chi ra đúng 1 đồng và phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Thêm nữa, vấn đề không nằm ở chỗ con số 91 triệu đồng, 9,1 tỷ đồng hay 91 tỷ đồng. Vấn đề nằm ở chỗ ngoài nguyên tắc thu chi thì môi trường giáo dục còn đề cao sự nêu gương. Nếu thầy hiệu trưởng, ban giám hiệu, các thầy cô không biết nêu gương thì làm sao lên lớp mở miệng giao giảng với học sinh về đúng sai, về đạo đức, về nhân cách làm người. Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc gặp gỡ với các thầy cô giáo trên cả nước mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã nói đại ý rằng hiệu trưởng không phải là ông quan trong trường học mà là một người dẫn dắt, hỗ trợ, phục vụ cho các đồng nghiệp. Lấy ví dụ về sự đổi mới giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói hiệu trưởng phải là người chỉ huy, người chủ đạo trong việc đổi mới trong một cơ sở giáo dục. Nếu hiệu trưởng không đổi mới thì khó có thể hy vọng ở một ngôi trường đó đổi mới được. Nếu các hiệu trưởng không thay đổi thì sự thay đổi của các giáo viên sẽ rất khó khăn và có thể dẫn tới sụp đổ. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng viện dẫn một thực tế là rất nhiều hiệu trưởng qua thăm dò, tiếp xúc rất nhiệt huyết, làm tốt nhưng cũng có một phần không tham gia tập huấn, không nghiên cứu chương trình, phó thác việc đó cho hiệu phó, tổ trưởng bộ môn, giáo viên cốt cán. Việc đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc đổi mới. Giáo dục đổi mới thì quản lý giáo dục cũng phải thay đổi, bắt đầu từ với những hiệu trưởng, từ tư duy quản lý cho đến hành động, sự nêu gương, nếu không những khẩu hiệu tốt đẹp của giáo dục vẫn sẽ mãi dừng lại ở bên ngoài cổng trường. Tô phở 4 triệu đồng, phi lý hay hợp lý? Thưa quý vị và các bạn, 6 năm trước, một nhà hàng trong khu vực chợ Tôn Thất Đạm, nhà hàng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh đặt sao Michelin hồi tháng 6 mới đây, đã gây xôn xao dư luận khi bán một tô phở giá 100.000 USD, hơn 2 triệu đồng. Đây là tô phở đắt nhất Việt Nam thời điểm đó. Tuy nhiên, tô phở đắt nhất Việt Nam ở thời điểm này có giá đến 4 triệu đồng, được bán ở nhà hàng thuộc một khách sạn trên tầng 66 của tòa nhà Landmark 81 ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tô phở giá 4 triệu, nguyên liệu sử dụng đều là loại cao cấp, gồm bò Wagyu loại A5, cấp độ cao nhất khi đánh giá chất lượng bò Wagyu, ngan ngỗng, nấm truffle hay nấm kim cương có nguồn gốc từ Australia, giá bán 45 triệu đồng 1 kg, lá vàng thực phẩm được đặt lên thành tô. Cũng như hồi 6 năm trước, với tô phở giá 100.000 USD, tô phở giá 4 triệu đồng bây giờ gây xôn xao và tạo sự tranh cãi trái chiều trên cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến cho rằng một tô phở mà giá bán đến 4 triệu đồng là đắt một cách vô lý. Họ làm tô phở 4 triệu đồng để bán cho ai? Rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn như thế này mà ai đó bỏ ra đến 4 triệu đồng, tương đương với một tháng lương của lao động phổ thông chỉ để ăn một tô phở là quá hoang phí, là vung tay quá chán, là chi tiêu không đúng cách, là xúc phạm người nghèo. Đúng là lương và thu nhập trung bình của nước ta còn thấp trong khi sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu. Tuy nhiên, giải pháp cho những vấn đề này không phải là trách nhiệm của những người bỏ ra 4 triệu đồng để ăn một tô phở. Và cũng chính những người này, họ sẽ biết 4 triệu đồng cho một tô phở có xứng đáng hay không, chứ không phải số đông chúng ta, những người đang ăn phở qua ảnh. Thêm nữa, việc so sánh số tiền ai đó bỏ ra để trả cho một tô phở với một tháng lương của lao động phổ thông hay quy đổi một chiếc xe ô tô với 3.000 con trâu như dạo trước là không hợp lý và có phần khập khiễng. Trong cuốn Lược sử loài người rất nổi tiếng được dịch ra hàng chục thứ tiếng, tác giả Yuval Noah Harari có một nhận định rất thú vị rằng tiến hóa dựa trên sự khác biệt chứ không phải sự bình đẳng. Tiến hóa dựa trên sự khác biệt cũng chính là quy tắc vận động của cuộc sống hay sự phát triển của một xã hội, là một câu chuyện đơn thuần về cung cầu, có người mua thì sẽ có người bán, tiền nào của đó không liên quan đến phạm trù đạo đức hay thu nhập, khoảng cách giàu nghèo của từng thành phần trong xã hội. Cho nên câu hỏi họ làm tô phở 4 triệu đồng để bán cho ai cùng những thắc mắc và bình phẩm liên quan khác cũng phi lý như các câu hỏi những chiếc siêu xe, những món hàng hiệu có giá từ vài chục triệu cho đến vài tỷ đồng được sản xuất ra để bán cho ai.
Cuối cùng thì chúng ta tốt nhất là không nên dạy những người giàu và người có nhiều tiền về cách phải tiêu tiền như thế nào thì hợp lý. Thu lợi bất chính hơn 1.200 tỷ từ bán kit test, Việt Á chi 106 tỷ để hối lộ. Quý vị thân mến, trong kết luận điều tra vụ sai phạm mua sắm kit test của công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty Việt Á, tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận của cơ quan điều tra, với mục đích để công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu test xét nghiệm, sau đó chiếm đoạt, biến kit test thành sản phẩm của công ty để sản xuất tiêu thụ, Việt đã thông đồng cấu kết với nhiều cá nhân, cán bộ lãnh đạo tại Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế để được sản xuất thương mại kit test. Giá mà Việt đưa ra là 470.000 đồng một test được Bộ Y tế hiệp thương giá dù không có căn cứ. Theo Bộ Công an, số test xét nghiệm mà Việt Á đã sản xuất trong năm 2020 và 2021 là hơn 8,7 triệu test. Ngày 17 tháng 2 năm 2022, Cơ quan Điều tra Bộ Công an ra quyết định tổ chức thực nghiệm điều tra việc sản xuất test xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Nhà chức trách đã thực nghiệm điều tra, tổ chức cho những người tham gia tiến hành lại toàn bộ quá trình sản xuất một lô test xét nghiệm COVID-19. Căn cứ kết quả thực nghiệm, kết quả điều tra tại Bộ Y tế và hồ sơ, tài liệu, hóa đơn của Việt Á trong việc sản xuất test, Bộ Công an xác định giá thành sản xuất một test xét nghiệm của Việt Á khi được giao quyền sản xuất kinh doanh chỉ là 143.461 đồng. Trong đó, chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp là hơn 41.000 đồng, chi phí nhân công là hơn 32.000 đồng, chi phí sản xuất chung gần 28.000 đồng, chi phí bán hàng hơn 16.000 đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 8.000 đồng, chi phí tài chính hơn 4.000 đồng. Lợi nhuận dự kiến cam kết chỉ 5% là 6.506 đồng, thuế 5% là hơn 6.800 đồng. Kết quả điều tra vụ án xác định, trong tổng số hơn 8,7 triệu test mà Việt Á sản xuất, doanh nghiệp này đã bán tặng ứng trước hơn 8,3 triệu test và được thanh toán gần 6 triệu test, tương đương hơn 2.257 tỷ đồng. Đối chiếu với chi phí thực tế sản xuất một test 143.461 đồng, Bộ Công an xác định số tiền Việt Á hưởng lợi bất chính là hơn 1.235 tỷ đồng. Ngoài ra, quá trình sản xuất bán test, nhà chức trách còn cáo buộc Việt và đồng phạm đã vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, Phan Quốc Việt đã chi hơn 106 tỷ đồng để đưa hối lộ, trong đó hơn 70 tỷ đồng được Chủ tịch Việt Á đưa cho các lãnh đạo bộ, địa phương để cảm ơn, bồi trơn. Chưa hết tháng 2 năm nay, nghề làm muối ớt Tây Ninh cũng trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Được biết, ở tỉnh này có 37 cơ sở đăng ký thương hiệu làm nghề muối ớt. Ở các nơi như thành phố Tây Ninh, huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng, thị xã Hòa Thành và rải rác ở các huyện Châu Thành, Bến Cầu. Nghề làm muối ớt đã vinh dự sánh ngang với nghề làm bánh tráng với xương Trảng Bàng ở Tây Ninh. Muối giá trị là vậy, gừng canh muối mặn xin đừng bỏ nhau. Mỗi hạt muối là một giọt mồ hôi, hạt muối đã nuôi sống rất nhiều hộ diêm dân hết thế hệ này sang thế hệ khác. Đất nước có nhiều điều kiện để sản xuất muối, nhưng đời sống diêm dân vẫn vất vả và kỳ lạ là vẫn phải nhập khẩu đến 600.000 tấn một năm. Một lần nữa xin mượn ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí để nói rằng điều đó khiến chúng ta cảm thấy đau lòng.